Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em vừa về được em mộc dở này các bác này. Thì bây giờ các bác nhìn video các bác có thấy thời tiết trời nó rất là âm u các bác nhá. Ngoài Bắc bọn em chuẩn bị mưa rồi, thậm chí là cũng có hạt mưa rồi các bác ạ. Nên là lên sóng vội vàng nha các bác, em cao cầu đầu mặt đẹp các bác nhá. Chim mộc dở thôi, thuần khoảng 70% nha các bác nhá. Chim này thì những anh em nào nóng tính thì khả năng là khó chơi đấy. Những anh em nào hoặc là còn những anh em nào biết chơi thì những em chim này thì quá là dễ, quá là ok luôn. Thậm chí là có rất nhiều anh em là muốn chơi chim này, muốn chơi cái dòng này. Đấy, các bác có thể thấy nha, chim rất là mau mồm mau mỏ. Đây, bây giờ em zoom sát vào mặt cho các bác xem này, bởi vì trời nó sắp mưa rồi, không biết là sẽ quay được clip có dài hay không. Bởi vì nếu mà mưa thì em cũng phải xin phép trước là cắt mẹ máy sắp hết pin. Đây, zoom sát cho các bác xem này, đầu mặt này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đầu mặt đẹp không các bác? Đầu mặt rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không, đầu mặt cực đẹp luôn nhá. Đấy, zoom chân cho các bác này. Đấy, chân đi nhá, chân rất là bóng, đẹp nha các bác nhá. Chim này được khoảng tầm 8 tháng lồng rồi các bác ơi. Rất là tố chất. Chim vừa mới ra khỏi hộc các bác nhá. Vừa mới ra khỏi hộc. Rất là mau mồm mau mỏ các bác ạ. Anh em nào mà biết chơi sở hữu em chim này thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Cao cầu, bóng bộ đẹp, họa nét. Đấy các bác thấy không, gió thổi vù vù luôn. Lồng còn bị lung lay kìa. Bởi vì là em đang quay đấy có cái lá rơi, không biết có vào video không. Đang bị ảnh hưởng rất nhiều về thời tiết nhá. Bác nào mà bồ kết em mộc dở này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Nói chung là giá cũng rất là yêu thương các bạn. Cho các bác xem đầu mặt em này, em rất thích đầu mặt em này. Chim rất là mau mồm mau mỏ các bác nhé. Các bác thấy không, trời gió nhá, gió con lồng bay tứ tung, lắc tứ tung luôn. Mộc dở hót dưới trời sắp mưa. Máy quay của em cũng sắp hết pin rồi các bác ạ. Hy vọng là sẽ quay được khoảng tầm 5 phút. Còn ví dụ như em mộc dở này thì nói thật sự các bác, nếu mà cứ để như này thì quay bao nhiêu chả được. Quay tầm 10-15 phút vẫn thoải mái ok các bác nhá. Đấy, gật gù múa lần này. Giá yêu thương, chỉ hơn 1 triệu thôi các bác ạ. Bác nào mà bồ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999, em để trên góc trái màn hình nha các bác nhé. Thank you.
Đấy, video clip cũng được 5 phút rồi các bác ạ, rất là may. Thôi. Về đi.